Yeah.
Còn những chiến thức muốn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn trung tâm linh tây bộ An Sơn để kiến thức. Quý khách đừng vui lòng kiểm tra lại thực tiễn tương trang và điều cá nhân của mình trước khi rời bỏ khu vực đại sảnh. Tiếp tục hành trình tham quan tầm phía trên, chỉ chỉ ra ngôi chùa lớn này cả là một dòng lên lầu và quay tiếp tục hành trình. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đi điểm tiếp theo quay tiếp nha.